Phương Thanh lộ ảnh tình tứ bên trai đẹp kém tuổi giữa đêm, chính chủ lập tức có phản hồi gây chú ý. Mới đây, cộng đồng mạng đã được một fan xôn xao khi bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi chị đại Phương Thanh thân thiết với một chàng trai lạ. Cụ thể, theo đoạn video được quay trong show diễn mừng sinh nhật lần thứ 49 của Phương Thanh tổ chức tối 27 tháng 4 vừa qua, dân tình đã soi ra được một chàng trai đáng ngờ có những cử chỉ vô cùng thân mật với giọng ca giã từ dĩ vắng. Dù mới chỉ là những lời đồn đoán, nhưng cộng đồng mạng với lực lượng hùng hậu sau đó đã nhanh chóng khui ra danh tính chàng trai xuất hiện bên Phương Thanh. Được biết, trai lạ này ít tuổi hơn chị Tranh, hiện đang sở hữu một thương hiệu thời trang và một kênh TikTok với gần 450.000 lượt theo dõi. Nhiều người tin rằng trai trẻ này chính là bạn trai mà Phương Thanh vẫn giấu kín trong thời gian qua. Bị réo tên liên tục để hỏi han về chuyện tình trẻ, cách đây ít phút, Phương Thanh đã vội vàng lên tiếng trên trang cá nhân. Trời đất ơi, em chưa dám làm gì, chưa dám hó hé gì luôn mà các bạn thống nhất rồi quyết định. Công khai cuộc đời em luôn, để em tự khai ra được không? Giọng trạng thái lừng lơ của nữ ca sĩ khiến dân tình hóng hớt, không khỏi ngã ngửa, cảm thán Phương Thanh đính chính như không. Không rõ chị Tranh đang muốn khẳng định hay phủ định chuyện tình chị em này nữa.